Xin chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang có chiếc Poco X4 Pro. Thì con này là khách tự nghịch Áp Zoom bị treo nhá, nên đang mang đến bên mình cứu và áp lại do pixel. Thì con này nó có rất nhiều biến thể như các bác thấy trên màn hình nhá, như là Redmi Note 11 E Pro này, Note 11 Pro 5G này, Pro cộng 5G này. Thì tất cả nó do Xiaomi nó đổi tên thôi, còn cấu hình phần cứng là giống nhau nhá. Đây thì mình đã áp xong và mình đang active vào bên trong này. Đấy, nó chào mừng đến với pixel này, là do nó sẽ mang những cái tính năng của pixel thuần Google lên các dòng Xiaomi nhá. Thì bên mình là chuyên nhận áp zoom thần Google cho cái dòng Xiaomi. Các bác muốn biết máy mình có ROM Google không ấy thì cứ liên hệ mình nhé. Thì mình sẽ trả lời các bác là máy có không, hoặc là các bác có thể search trên Google là sẽ biết được máy mình có hỗ trợ không. Thì thường là cái những cái máy mà chip Qualcomm ấy thì nó sẽ hay có ROM Google nhá, ROM Pixel các thứ nhá. Còn những máy chip BTK thì một số con có, ví dụ như con nó Xiaomi Note 8 Pro ấy, cái con đấy là một trong những con mà anh em rất là dùng nhiều và yêu thích ấy, thì con đấy cũng có ROM Google nhá. Thì mình là Đoàn Áp Zoom nhé, các bác search Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Bên mình chuyên về dịch vụ phần mềm cho các dòng điện thoại nhé. Xin cảm ơn, xin chào.